Chào mọi người đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì ai ở huyện Giá Giai, tỉnh Bạc Liêu đều biết tới cái vị trí nơi đây. Đây là di tích lịch sử quốc gia Độc Đảng, là một trong những cái câu chuyện rất là hay mà rất nhiều người mà coi ngày xưa cũng coi bộ phim Đất Phương Nam á, thì nói tới anh em nhà Mười Chức, một cuộc thảm sát rất là đẫm máu. Thì đây là cái quang cảnh xung quanh, rất nhiều cây cối. Nơi đây là khoảng một thế kỷ trước, là phải nói là nơi đây là một cái vùng sình lầy. Nơi đây là cái rất nhiều thú rồi rắn dít rồi. Nơi đây đa phần là sình lầy không cả nhà. Rồi muốn mà xây nhà đồ á, mọi người coi trong Đất Phương Nam á, là phải lấy bùn đắp lên, rồi lấy cọc để đâm xuống và gác lên mới làm nhà mà ở được. Và cái thời điểm đó bà con ở tha hương xuống đây lập nghiệp cũng rất là nhiều, xuống khai khẩn đất khoan rồi để trồng lúa đồ. Nhưng mà sau này khi mà thực dân Pháp qua thì có một số tay sai dắt xuống rồi cướp lúa, cướp ruộng của bà con. Trong cái chi tiết đó là được thể hiện trong cái bộ phim Đất Phương Nam. Mọi người mà coi mà bộ phim Đất Phương Nam mà tới ngang chỗ nhà Mười Chức mà đánh nhau á, và nó cái cảnh đó là mình coi mình không bao giờ quên luôn, rất ấn tượng. Nên hôm nay là có dịp đi xuống lại chỗ Bạc Liêu Giá Rai, thì cũng có đi ngang chỗ cánh đồng độc nạn này, mình muốn vào để quay lại một số hình ảnh. Thì mình được biết là nơi an nghỉ của anh em nhà Mười Chức là ngày xưa là một cái sân phơi lúa, và khi mà cái lính Pháp và hai bên tranh giành nó, và bị chết tại ngang cái sân phơi lúa đó luôn, cái cuộc tranh giành nơi đó. Giờ mình sẽ tiến vào phía bên trong rồi để quay cận cảnh hơn cho cả nhà mình xem, và tiện thể thắp vài nén nhang ở anh em nhà Mười Chức. Thì trong đó là mình có coi nhân vật của Úc Trông rồi Võ Tòng, và đặc biệt hơn cái cảnh vợ của Mười Chức á, lúc đó là bị bắn, lúc đó là cái chị đó là mang bầu khoảng 6 tháng thôi. Và càng đi vào hai bên hàng cây phía bên trong, hiện ra trước mắt mình là di tích lịch sử Độc Nạn. Chạy vào phía trong luôn. Ở đây chắc là khu văn phòng nè, rất là rộng nè, và ngay đây là một con sông. Lót gạch nhìn khá là sạch sẽ. Buổi chiều ra đây mà ngồi mát kìa anh Phú à. Mát phải có gốc cây kia. Ở chiều là cần chi gốc cây nữa. Đây là thì cái nơi nè, cái nơi được biết là phơi lúa ngày xưa của anh em nhà Mười Chức nè, và cái cuộc thảm sát cũng xảy ra tại nơi đây. Thì đây là cái quang cảnh xung quanh. Như đã nói từ đầu đó, là ngày xưa là cái vùng đất nơi đây đó, toàn là sình lầy thôi. Và mọi người thấy là phía dưới có làm cái mô hình bức tượng của người nông dân đang cày với hai con trâu. Đó, cái vườn lau sậy là cũng giống như ngày xưa. Coi trong phim Đất Phương Nam thì có thể là nhiều người sẽ hình dung ra được điều này, tại vì Đất Phương Nam cái thời điểm đó là một cái, phải nói là về cái tác phẩm văn học á. Nhờ sau này mình thấy cũng có nhiều bộ phim, có đang nè, đang quay một cái bộ phim về Đất Phương Nam luôn, thì không biết là có thành công nổi bằng cái bộ phim cũ hay không, tại vì cái bộ phim cũ Đất Phương Nam là một cái, nó quá thành công đi, nó mỹ miều trong từng nhân vật, rồi trang phục bối cảnh ngày xưa cũng dễ, cũng đẹp đẽ nữa. Và đây là cái hình ảnh giữa anh em nhà Mười Chức. Coi cái cảnh đó là lúc đó là anh em nhà Mười Chức ở trong nhà, và cho cái khi mà bốc thăm thì cho cái cô Út Trông, là cô mấy Út trong nhà, đi ra ngoài để thương lượng, và sau đó là bị đánh tay đánh, thì có một em bé gái chạy vô và báo cho người lớn phía trong. Em bé đó là mình nhớ cái hình ảnh là đứng trên cầu và gọi là kêu là bọn lính đánh cô Út dậy tê tê. Tới bây giờ là mình vẫn còn nhớ luôn.
chi tiết tả rất là chân thật. Còn cái mình cũng xin nói thêm luôn, trong đó là có vỏ tòng thì hình như là không có thật nha, chỉ là trong bộ phim là hư cấu thêm để cho cái bộ phim nó thêm hay, để thêm cái gì đó sống động giữa một phần nữa là giữa cái thiện và cái ác. Lúc cái ác lúc nào mà nó trỗi dậy thì lúc nào cũng có những người thiện lương, những có anh hùng nghệ sĩ đứng lên để mà chống lại cái ác, để mà giúp đỡ cho những người lành. Thì như trên video mình đã quay một vòng á, thì đây là những cái người anh em trong nhận 10 chức nè. Thật ra tay của họ thì không có vũ khí gì ngoài những con dao, rồi những cái dựa, rồi những cái đồ cào lúa đó. Những cái đồ cào lúa thôi. Và ở đây có lẽ là lúc mà đánh cô Út trong thì mấy anh em bức xúc quá mới chạy qua. Và ông 10 chức là có đâm chết một cái tên người Pháp và thể hiện ở đây, cũng trong phim cũng thể hiện luôn. Dưới đây á, là có cái bản tóm tắt lại cái sự kiện lịch sử nọc đạn. Thì mình sẽ đọc nơi đây là chi tiết hơn. Thì nơi đây vào sáng ngày 16 tháng 2 năm 1928, hai tên cò Pháp Tutne gì đó và Bauron gì đó, thì cái này là mình đọc có sai thì mọi người cũng bỏ qua nha, cùng với phó quản danh Long và bọn hương chức trong làng Phong Thạnh đã kéo nhau đến sân lúa của gia đình ông 10 chức để mà cướp lúa. Thì cô Út Trông là một trong những người Út trong gia đình đứng ra để ngăn cản và định là thương thuyết với bọn chúng nhưng không thành. Thì bọn chúng nhất quyết là xông vào cướp lúa và đánh người. Tức nước vỡ bờ thì cả gia đình 10 chức mỗi người cầm một cái công cụ sản xuất trên tay làm vũ khí xông ra và viết sống chết với bọn chúng. Người dân độc nạn hay tin đã chạy đến tiếp sức, nhưng đến nơi thì bọn cò Tây và Tây Sai đã tháo chạy. Kết thúc trận quyết chiến đó, một tên cò người Pháp thì bị đâm chết và nhiều tên khác bị thương. Về phía gia đình ông 10 chức thì có 4 người tử trận, trong đó là ông 10 chức và vợ ông 10 chức lúc đó là với cái bào thai trong bụng là mình đọc thông tin là có thêm là 6 tháng nữa, cho này không có ghi nha. Thì ông năm Nhẫn và ông Sáu Nhịn là 4 người chết. Rồi sự kiện lịch sử nọc nạn đã gây tiếng oang lớn, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân Nam Bộ nói chung và nông dân Dạch Giá Bạc Liêu nói riêng, tạo nên cái làn sóng dư luận lên án bọn địa chủ thực dân cường hào ác bá cái thời điểm đó là cướp đất cướp lúa. Thì kết quả cái cuộc đấu tranh buộc thực dân Pháp phải trả lại đất cho gia đình ông 10 chức. Thì nơi đây và ngày 30 tháng 8 năm 1991 thì sự kiện lịch sử nọc nạn được Bộ Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao thì đã xếp hạng vào di tích lịch sử cấp quốc gia. Đó là một trong những thông tin tóm tắt lịch sử lại về nơi đây để giúp cho mọi người xem có thể biết được dễ dàng hơn. Thì qua cái câu chuyện trên đó thì cũng nói lên một cái tinh thần chống giặc và cái sự phẫn uất của bà con rất là nhiều rồi, chứ không phải là vì mất những cái lúa gạo này mà người ta chống lên để mà vì nhận cái chết về mình. Nhưng xong đó sau những cái chết đó đã gây một cái tiếng oang lớn, rồi nỗi bức xúc của lòng người dân càng ngày càng nhiều đi và khiến cho cái cuộc phong trào nuôi dậy càng ngày càng nhiều đó. Rồi sau này là người dân đứng lên, rồi bọn thực dân Pháp, rồi bọn cường hào ác bá đó là bắt đầu cái từ từ là bị gọi là thất bại từ đó. Những cái bức tường này đã thể hiện một cái tính chất nhìn rất là bức xúc này. Một cái người anh đang ẵm một người phụ nữ trên cái tay đã bị hình như bị chết rồi. Đây nè, nhìn thể hiện rất là sống động luôn. Bên đây là những tên cò và những người Pháp rồi. Đây là một khu vực khá là rộng nên mình phải chạy xe vô thêm để quay nơi an nghỉ của nhà anh em 10 chức, là để đọc thông tin là chết cho nó là 4 người. Giờ mình sẽ vào cái phòng trưng bày để quay những chi tiết hình ảnh rõ ràng hơn. Nơi đây là đậm chất những nhân vật trong bộ phim Đất Phương Nam. Và thật ra cái câu chuyện về anh em 10 chức trước đó còn rất nhiều cái câu chuyện khác nữa.
mà mình cũng không có nhắc tới. Khi tới đây quay là mình chỉ nhắc một số thông tin chi tiết và nơi cái vị trí thôi. Khi bước vào mình thấy trong gian phòng có chứa rất nhiều cái dụng cụ làm ruộng làm nương ngày xưa, và những cái hình ảnh và những cái bức tượng biểu hiện là nhân vật cái thời đó. Ở đây thì có hai câu liền để là nọc nạn nổi tiếng gần xa, và cái câu bên phải là có ông mười chức đánh tay đuổi tà. Và đây là những cái hình ảnh cái áo với khăn rằn, rồi những cái gặt lúa. Đây là cái lưới liềm để gặt lúa nè. Cái này mà bỏ trong tối tối anh vô anh mắc hồn luôn, giỡn đâu. Cái bộ quần áo này gọi là bộ áo bà ba hả? No. Áo này là áo đen này, gọi là ngày xưa gọi là áo gì? Áo bà ba. Bà ba hả? Bà ba không ra. Cái dụng cụ thô sơ ngày xưa cũng hay ha. Họ làm da rồi họ làm gì? Mà cái này gọi là cái gì? Cái này là kêu cây nọc. Cái nọc này để dùng làm gì? Cái nọc xôm xuống rồi mày... Để gieo hạt hả? Đâu quá, lúa hồi đó mình xạ cái dạng như kêu bằng dễ mã thì mình nhỏ mã cao khoảng 4 tấc thì xôm nó xuống mình giúp bông cây lúa đó mình gắm xuống cái sau đó kêu cấy. Có cái cây công công kia chắc là cây gặt lúa đúng không? Cây này cái này á không phải cây này á cái cây này á là cái anh một tay anh cộng cái phản anh phản cỏ này nè thì cỏ nó sẽ nằm nó bít mình phản không được nữa. Thì mình sẽ một tay kia anh cầm cái móc này nè, anh kéo cái cỏ kia nó ra cho nó chống, nhìn nó phản lên nó kéo cái kia ra đây. Và phía bên đây là cột mốc ranh giới giữa gia đình ông Mười Chức và ông Phạm Văn Được năm 1919. Đào luôn cái cột mốc này luôn để về làm lưu niệm luôn. Ở đây là cái bàn thờ tổ đường, mình cũng xin phép thắp nén nhang luôn. Lát nữa là cho bà kia thắp cái nén nhang. Coi bộ phim phải nói là nếu mà không có bộ phim đó thì mình cũng không biết tới gia đình ông luôn á. Trong đầu đó cái ấn tượng biết bao nhiêu năm rồi. Thời đó là mình coi mình rất là ghiền cái bộ phim Đất Phương Nam. Và sau này tìm hiểu lịch sử mình cứ nghĩ đó, là bộ phim Đất Phương Nam là nó chỉ là một bộ phim thôi, làm cho người ta xem thôi. Ai ngờ đâu là có những tình tiết, có những nhân vật là có thật luôn trong lịch sử ngoài đời từ cái thời trước. Còn nói về ông Mười Chức có rồi thì không biết là về cái cậu bé An đi tìm cha trong Đất Phương Nam thì không biết có không, nó mình cũng chưa xác định được nha. Còn Võ Tòng hình như là không có. Cái này là cái táo đông lúa của bọn thực dân Pháp và Tây Sai dùng để cướp lúa. Ngày xưa người ta dễ ăn cướp quá ha, thích là tới lấy. Súng của tên cò này giờ hang dĩ rồi, thúng đông lúa. Trên đây là một số hình ảnh nữa. Này là Nguyễn Thị Dương, người đồng lõa với Mã Ngân ở trong vụ cướp đất. Thì liên quan tới nhiều tên khác nữa, nhưng mà mình cũng không nhắc tới. Mã Ngân, tên cướp đất của gia đình ông Mười Chức. Ghi lại luôn cái hình ảnh chân dung của những người này luôn. Nguyễn Thị Liễu gọi là Úc Liễu, chồng bà Úc Liễu. Ông Nguyễn Văn Chức, tức là Mười Chức, sao mà có hình ảnh luôn ta? Cái thời điểm đó làm sao mà có hình mà có được ta? Đây là cũng có một số cái cày bừa rồi này nọ. Giờ những cái thứ này là không còn sử dụng nữa. Cái lưỡi cày người ta cũng làm bằng cái gỗ hay sao? Nhìn gỗ chứ không có sắt. Giờ mình sẽ đi ra ngoài cái khu mộ của gia đình, cái nơi mà an nghỉ của anh em ông Mười Chức được chôn cất tại đây. Một cái khu vườn rất là rộng lớn, được bao phủ là những con sông, nó uốn lượn lên cái khu di tích này luôn. Đây là mình đứng phía sau này,
nơi đây rất là mát mẻ, rất nhiều cây cối luôn. Rất là nhiều mộ. Nơi đây phải có thêm một cái tấm bảng mà ghi chi tiết lại thêm lịch sử để bổ sung thêm á, thì phải nói rất là hay nhưng mà mình không thấy ghi. Ở đây có me nữa nè. Me này ngày xưa quê mình lắm, quê mình gọi là số bánh tráng, gọi là số me nữa, vì có me rất là nhiều. Ở đây mình thấy là có ông Lê Văn Miều sinh 1903 và Nguyễn Thị Liễu sinh năm 1910. Rồi Nguyễn Văn Tài sinh năm 1885, Nguyễn Văn Tài chứ. Rồi Nguyễn Văn Nhẫn. Ở đây là mình chỉ quay sơ sơ chứ quay trực tiếp vào tất cả hết được đâu nha. Tại vì có nhiều người mà cũng kỹ kỹ nữa. Và Nguyễn Văn Chức năm 1897. Bên đây là có Phạm Thị Nghĩa năm 1898. Và bên đây là mọi người thấy một cái cô gái mà trong cái cuộc tranh giành á mà bị bắt đó nha, mà bị bắt đi á, thì hình như là cái cô này là cũng chết trong cái cuộc đó luôn đúng không? Đúng rồi. Thì cô này với lại chú Cao Đồng thì là vợ chồng. Nhưng mà mới có hỏi mà chưa cưới thì trong phim Đất Phương Nam thôi. Trong bộ phim đó thì mình cũng nghe nói là có tư cấu nhưng mà để dựng lên cho nó hấp dẫn bộ phim. Thì một trong những nhân vật mà nãy giờ mình ngồi mình đọc á, cái chị đó, chị Úc Trông, mà cái em An, chị em An là thường theo cái cô Úc Trông này là hay gọi chị Úc Trông đồ á, là đây. Thì trước trong bộ phim nó có nói tới là chị Úc Trông, là mình có coi tình tiết để nhớ lại coi là lúc đó là cô cũng có một người yêu, nhưng mà khi đó là bị bắt thì tham gia cách mạng, bị bắt và bị tử hình. Lúc đó là bị vớt chiếc khăn tay xuống thì bé An có cầm về trao cho chị Úc Trông. Rồi sau đó như sự biến cố của gia đình nữa, của nhà chị Úc Trông này mới dọn đi. Rồi sau này là mới quen một nhân vật nữa là gọi là chú Võ Tòng, nhưng mà không biết là ngoài đời hình như không có chú Võ Tòng đâu. Nhưng mà là đang kết hôn với một ai đó là, nhưng mà chưa cưới thì đã xảy ra cái cuộc này. Còn ở trong đây thì mình không có biết là cái người chồng sắp cưới của cô trong này là như thế nào, hoặc tên gì nữa mình cũng chưa tìm hiểu kỹ nữa. Thì đây là phần mộ của chị Úc Trông. Thì thật sự là tới bây giờ mình mới có là tới được một gặp một cái nhân vật trong phim ảnh mà mình từng coi, từng bến mộ. Và đây là cái nơi an nghỉ của cái chị Úc Trông. Mà mọi người mà coi phim Đất Phương Nam á, thì đây là cái bộ thật của cô chị đó nha. Lúc này là cái chị này là sinh năm 1909 và tử thương ngày 1 tháng 10 năm 1928 đó, thì xảy ra năm 1928 đó. Và khi mà mất là lúc này cái cô trong này có 19 tuổi thôi, rất là trẻ. Thì theo những cái năm mà sinh thì nói tới năm mất á, thì trong 1 tháng 2 cái tư trận của người anh này cũng gọi là tư trận là tháng 2, là ngày 19 tháng 2 năm 28. Và tới tháng 10 thì tới cô Úc Trông mình coi là giờ tới 16 tháng 2 nè, đỉnh điểm nhất là ngày 16 tháng 2 năm 1928. Và bên đây là ông Mười Chức, là hai vợ chồng ông đều tử ngày 16 tháng 2 cùng một ngày đó. Rồi 3 ngày sau là có người anh năm 1888 là tới và tới tháng 10 là chị Úc Trông nha, về sau đúng rồi, là chị Úc Trông về sau nữa. Còn để coi là đúng một ngày đó. Ở đây là cái ông Nguyễn Văn Nhẫn cũng vậy, là cũng mất ngày 16 tháng 2 nè. Và ở đây là mất bình thường, không, hình như là tới tháng 7 năm 1966 là sau này, vẫn còn sống tới sau này. Và cái ông bà Nguyễn Thị Liễu là cũng sau này. Và được mấy người để mình coi mấy người, chính xác mấy người trong cái cuộc đó. Sớm nhất là ngày 16 tháng 2 năm 1928 là xảy ra đó. Thì có lẽ là cái người anh này là ông Nguyễn Văn Vịnh là bị thương nè,
đó, giờ sau đó hình như chị Út Trông có khả năng bị bắt, nhưng mà tới ngày 1 tháng 10 thì mới mất, thì cách 8 tháng sau là, và phía sau là cái ngôi mộ của vợ chồng ông Luân, là cha mẹ của mấy anh em nhà 10 chức á cả nhà. Thì nói tới ông Luân này là khi mà bị tranh giành đất á, khi cái tập đầu tiên mà chưa có cuộc xảy ra cái cuộc năm 1928 á, thì cái ông này ổng kêu vợ ổng và cô Út Trông dắt đi tới nhà anh em 10 chức đi, tại mấy anh em chia nhau ra để đi xuống dưới đây làm. Và khi mà bọn lính kéo tới thì ông đã đọc một cái câu què hoặc câu thơ gì đó rất là hay. Ông ngâm xong á là ông đã trèo lên nhà của ông, ông thắt cổ tự tử chết luôn. Và lúc đó cái bọn Pháp chỗ bọn mà tay sai vào á, thì nhìn thấy cái cảnh là cũng gọi là kinh hồn bạc vía. Và lúc đó thì vợ ông và cô Út Trông đã dắt bé An, cái đó là tình tiết trong phim nha, còn ngoài đời thì mình không biết, đã dắt bé An đi về gặp anh em 10 chức, và sau này mới xảy ra cái cuộc hai bên mà xảy ra cái tranh giành lúa đó. Thì đây là nhân vật có thật, ông Nguyễn Văn Luân. Từ trần ngày 14 tháng 4 năm 1923. Và đây là cái vợ ông, tới năm 1946 là mới mất. Thì tới đây mình cũng xin thắp cho gia đình nhà của ông, anh em nhà 10 chức luôn, vài nén nhang. Đó giờ coi phim mà mình cứ nghĩ là ở ngoài không có cả nhà, nghĩ là bộ phim người ta làm rồi cho khán giả coi thôi, mà thấy cái trong cái cuộc mà tranh giành lúa gạo nhà anh em 10 chức đồ, hai bên mà giành qua giành lại rồi ấy, thấy rất là cảm động luôn. Dù khúc nhạc giai điệu đó cũng rất là hay, nên là mình rất ấn tượng, nhưng mà không ngờ sau này lớn lên mình đi thì biết được những nhân vật này đều là hoàn toàn có thật. Còn phim thì hư cấu thêm để cho cái cốt truyện nó hay hơn. Thì nãy giờ mình cũng đã quay xong về cái di tích cánh đồng độc nạn, những nhân vật từng có thật trong bộ phim Đất Phương Nam. Mình khá là tiếc là khi tới đây là không có ai để mà ví dụ như coi di tích này, hoặc là những người mà quản lý đồ á, mình có thể hỏi được một số câu chuyện là nó sẽ chính xác hơn đó, thì nó sẽ hay hơn là khi mình nói. Tại vì về cái bộ phim á thì mình coi rồi mình còn nhớ mang máng thôi, để mà nói chi tiết mà nó đúng 100% thì chắc chắn là không thể được, nên là dựa vào cái tiểu sử ở nơi lúc nãy mình đọc, và câu chuyện trên phim, và thêm một số thông tin ở trên báo chí đồ thì mình gom lại, thì có sao mình nói gì, thì có gì sai sót cũng rất mong là quý vị thông cảm cho. Rất là giọng lớn nha. Thích nhất là cái cảnh là những cái người nông dân đang cày, có hai con trâu rồi, lâu rồi mình cũng không thấy cái hình ảnh đó nữa. Và mình quay lên đó thì cũng để cho nhiều người, muốn cho nhiều người biết hơn, để có ai mà đi ngang qua cái nơi đây ở Giá Rai, Bạc Liêu, có thể đi ngang đây thì ghé vào để thắp cho gia đình ông 10 chức nén nhang.